Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng của tác giả Vĩ Ngư. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 131 Viêm thác đứng tựa vào cổng tò vò bằng đá, tay hắn run lên. Bỗng nhiên, hắn quay đầu hỏi Lâm Hỷ Ngu, dù là người hay địa kiêu, khi sử dụng thịt nữ hoa để hoàn tất quá trình chuyển hóa, có phải sẽ mãi mãi giữ nguyên hình dạng lúc chuyển hóa không còn lớn lên và cũng không còn già đi đúng không? Lầm hỉ nhu từ khi nghe hình thâm nói đem miệng nàng cho nhét bên trên. Có lẽ sợ người ta thật sự làm như vậy, nên luôn im lặng. Nhưng bây giờ có người khác hỏi, nàng đáp cũng không sao. Nàng nói, đúng vậy, qua khe hắc bạch chính là vi phạm. Khi đã vi phạm, là kẻ ngoại lai, người còn mong có thể giống dân bản địa sinh trường, phát triển, sinh sôi sao. Cho nên phải nhờ máu túi khi cơ thể bắt đầu suy kiệt thì bổ sung mới mẻ hơn. Viêm thác chỉ cảm thấy đầu óc vang lên, cây này tám chín phần là viêm tâm, trước đây quấn đầu quân, cũng không dễ mang đứa trẻ nhỏ tiến thành nhưỡng. Bên ngoài bắt đầu vang lên âm thanh cực kỳ quỷ dị. Âm thanh này giống như tiếng quỷ gọi, so với pha lê hoặc kim loại cào xé còn khó nghe hơn gấp trăm lần, cũng không rõ là tần suất thấp hơn hay cao hơn, nói chung làm tay người nghe cực kỳ khó chịu thậm chí kích động đến thần kinh và trái tim, viêm thác cảm thấy ủ tai, lòng buồn bực, gần như muốn ói. Những người khác cũng không khá hơn, nhấp cửu la vừa che tai vừa thở gấp, âm thanh này giống như do bạch đồng quỷ hoặc kiêu quỷ phát ra. Ai cũng không biết thế giới ngầm như thế nào, nhưng có vẻ dù còn hình người, sống lâu dưới lòng đất cũng làm thay đổi cơ thể bọn họ. Sau âm thanh đó, cuộc tấn công bắt đầu. Viêm thác cuối cùng hiểu tại sao Lâm Hỷ Nhu gọi bạch đồng quỷ là đỉnh cấp loài săn mồi, tốc độ của chúng quá nhanh. Khi vào trạng thái tấn công, không thấy vật thể, chỉ thấy những bóng đen bay lượn như gió cuốn, chớp mắt không thấy, giống như hiệu ứng đặc biệt trong phim. Xem ra trước đó gặp phải phục kích, với chúng chỉ là làm nóng người mà thôi. Không biết ai không kềm được, giữa kinh hoàng nổ súng trước, tiếp theo là tiếng súng nổ rền rĩ. Trong tiếng súng dày đặc, những bóng đen như quỷ mị hoặc nhanh chóng né tránh, hoặc lao vào phong hỏa đài. Vòng súng thứ nhất tạm nghỉ, trên đất trống không còn một xác bạch đồng quỷ nào, trong phạm vi tầm mắt cũng không thấy bóng dáng chúng. Đại đầu kinh ngạc và mơ hồ, bọn chúng đâu? Vừa dứt lời, liền có đáp án. Trên đỉnh và cạnh ngoài phong hỏa đài bỗng nhiên truyền đến tiếng chói tai như hàng ngàn con châu chấu gặm nuốt hoa màu, tiếng gầm rội vào màng nhĩ của người nghe chúng đang đào phòng ơ nhiếp cửu la phản ứng đầu tiên thật vậy rất nhanh trên đỉnh bắt đầu lún xuống phong hòa đài vốn là đống đất cải biến tuy có gia cố bằng gỗ và đá nhưng chỉ là khung chống đỡ mà thôi phong hòa đài có đỉnh và bốn vách tường lòng người cảm thấy an toàn nếu đào đổ hoàn toàn chẳng phải là phải dùng thân xác chống chọi hết sao đại đầu hét lớn không quan tâm nâng dung bắn lên đỉnh những người khác cũng học theo tiếng súng vang lên bốn phía, trên đỉnh đất rơi như mưa. Viêm thác hét lớn, đừng nổ súng. Hình thâm lập tức kịp phản ứng, cũng theo quát ngưng bắn, nhưng tiếng súng lộn xộn lấp mất tiếng nói của họ. Giữa hỗn loạn, một bóng đen lao xuống, nhưng rất nhanh lại rút về giữa tiếng kinh hô của đám người. Nhìn thấy bạch đồng quỷ công kích bị ép trở lại, vòng súng thứ hai thưa thớt dừng lại, phong hòa đài đỉnh và khía cạnh đã thủng hàng ngàn lỗ, trên đỉnh còn xuất hiện vài lỗ thùng sơn cường hoảng hốt nói ta hết đạn rồi viêm thác thở dài đây chính là lý do hắn ngăn cản mọi người có súng nhưng đạn là tiêu hao sao có thể lạm bắn như vậy những người khác cũng nhận ra đạn dược sắp cạn kiệt cảm xúc hoảng loạn lập tức tăng lên bên ngoài lại im ắng sau vài giây có máu tanh rơi xuống từ lỗ thùng có người vui mừng đánh trúng bọn chúng rồi Đại đầu dội nước lạnh, bắn dày đặc như vậy, đụng đại vận cũng trúng một hai cái. Nhưng quật ngã một hai cái thì có ích gì? Chúng là một nhóm tiếp một nhóm. Hình thâm mồ hôi thấm trên chán, giữ vững mỗi lỗ thùng, lần này đừng mù quáng nổ súng, gần lại hãy bóp cò. Chúng nhanh chóng thối lui, cách các ngươi vừa rồi chỉ làm hao tổn đạn dược. Lâm Hỉ Nhu cười lạnh một tiếng. Đại đầu tức giận, ngươi cười gì? Lâm Hỉ Nhu bình tĩnh các ngươi đạn không nhiều, nếu như vậy một vòng nữa, chúng ta sẽ chết chắc. Ta đề nghị chia ra trốn, bốn phương tám hướng, hai người một tổ, có thể trốn hai tổ ra ngoài cũng tốt hơn toàn bộ bị bắt ở đây. Sơn Cường run rẩy, nuốt nước bọt, thâm ca, hoặc là đối thoại đi, thật trao đổi một chút, mọi người thời cổ đại đều là gia đình, có lẽ xem tình cảm tổ tông mà nương tay. Nói đến đây, cửa vang lên tiếng súng lần nữa thủ vệ hai người tưởng ngưng chiến tạm thời tâm treo hai đầu nghe chuyện không ngờ có bạch đồng quỷ leo đến ngoài cửa sau đó đột nhiên tấn công hai người này chịu không nổi điên cuồng bóp cò bắn đến khi bạch đồng quỷ thành thịt nát lần này dường như tuyên cáo vòng giao đấu thứ ba bắt đầu trong tiếng quỷ dị bạch đồng quỷ xung kích đến lần này mãnh liệt hơn lần trước tiếng đào tường dày đặc như mưa bụi đất rơi không ngừng đầu gỗ kêu kẹt kẹt toàn phong hỏa đài lung lay sắp đổ. Hình thâm phân phó trước, lần này, mọi người bắn súng kha khắc chế, đương nhiên, cũng có thể đạn còn không nhiều, phải tiết kiệm. Đột nhiên, từ lỗ thủng trên đỉnh có bạch đồng quỷ treo ngược vào, một cái nắm lấy đầu người, nhổ cả người lên, người kia thét dài, nhưng chuyện xảy ra quá đột ngột, khi mọi người ngẩng đầu nhìn chỉ thấy chân hắn đạp bầy, nháy mắt không thấy, rồi lại bị ném ra ngoài, tiếng kêu cứu dần xa viêm thác hải hùng vô ý thức kéo nhiếp cửu la sau lưng giữ chặt tay nàng vòng qua mình nhiếp cửu la thấp giọng ta vẫn ổn nàng không cần súng nên chưa đến lúc phải ra tay sơn cường không nhịn được nữa hô to tạm dừng chúng ta đàm một chút trước đàm một chút hai tướng gặp phải đến nay chưa từng hô lời với bạch đồng quỷ không biết do kinh ngạc hay thật sự hiểu ý muốn đối thoại của sơn cường bên ngoài âm thanh tạm hoãn Sơn Cường nuốt nước bọt, đi vài bước, nhìn chỗ cao, chúng ta là quấn đầu quân hậu nhân, cùng các ngươi đồng dạng. Tần chiều, mọi người không muốn đấu, có hiểu lầm, nói rõ ràng là được. Lầm hỉ nhu không nhịn được. Nữa, cười lớn. Sơn Cường ngỡ ngàng nhìn nàng, ngay lúc đó, tường bên cạnh phát ra tiếng động lớn, bụi mù bao lấy Sơn Cường, chưa kịp phản ứng đã bị kéo ra ngoài. Đại đầu cùng Sơn Cường quen lâu. Thấy hắn bị bắt, chuẩn bị bắn, viêm thác đầy họng súng, người bắn ai? Không chừng không bắn trúng bạch đồng quỷ, lại đánh chết Sơn Cường. Giống cây trước bị bắt, Sơn Cường cũng bị ném ra ngoài, tiếng kêu cứu xa dần rồi tắt. Phòng hòa đài trong ngoài lại im lặng, thần kinh mọi người căng thẳng, có lẽ, một giây sau, lại thiếu một người. Chỉ có Lâm Hỷ Nhu còn cười, cười đến không thở nổi. Nàng nói, các ngươi là mốc sao? còn muốn giao lưu đàm một chút bạch đồng quỳ thời tần triều không nói tiếng phổ thông cũng không hiểu nói cổ phương phát âm khác xa hiện tại nhiều năm hỗn tạp âm thanh cũng khác các người muốn giao lưu bằng tiếng phổ thông chúng không hiểu các người giao lưu không được đừng vọng tường trèo thân thích lấy tình cảm dù ta lên trên vẫn phải học từ ghép vần giao lưu nói đến đây ngữ khí lạnh lẽo còn không trốn chờ từng cái bị bắt sao? Lời này kích động, có người dao động, thâm ca, hoặc là Đi thôi, nói thì nói vậy, nhưng không ai cất bước, trong lòng rõ ràng, mọi người chen chúc chạy, tư phía, có thể có hiệu quả, nhưng chỉ mình chạy thì thành mục tiêu, bị bắt ngay. Có mấy người cũng tâm động, hùa theo, liều một phen, có thể chạy ra một người là một người. Lầm hỉ ngu đắc ý, thân thể chậm rãi, dựa sau, nói nhỏ vào tay phùng mật, đợi chút nữa, thừa dịp loạn, ta đẩy ngã tường đất, người bị nện đi vào, hiểu không? Tường đất bị sung bắn lung lay, đến lúc đó, chạy tứ phía, bạch đồng quỷ đuổi bắt, không chú ý nơi này nện chôn một cái. Chỉ cần giấu được bạch đồng quỷ, phùng mật có cơ hội thoát thân. Bất ngờ, hình thâm nói, giữ vững chỗ thủng, một người chằm chằm một cái, nhanh, chớ khinh thường. Còn nói, ra ngoài là xong, tốc độ bạch đồng quỷ này, các ngươi chạy thoát. Cùng một chỗ còn có hy vọng. Hắn là dẫn đầu, đã lên tiếng, mọi người dù bất mãn cũng phải làm theo. Viêm thác có thể không nghe hình thâm, nhưng tình thế hiện tại, ra ngoài chưa chắc mạnh hơn đợi tại chỗ, một động không bằng một tĩnh, nên hắn cũng chọn đợi. Kỳ quái là, sau khi Sơn Cường bị bắt, bạch đồng quỷ công kích tạm dừng, cổng tò vò, lỗ thùng hoàn toàn tĩnh lặng đây là ấp ủ gì sao? Hình thâm bất an, cẩn thận từng bước tới gần lỗ, từ một bên, tạm thời không thấy gì. Lại đổi đại đầu miệng, vẫn không có dị dạng. Hắn tập trung thính giác. Không cần hao phí tinh lực. Một viên đạn tín hiệu lân cận dương lên trời, sáng ngời chiếu sáng chàng tử, dư dung tiếng hò hét xa xa, là hình thâm sao? Chúng ta nghe tiếng súng, chạy tới. Nghe dư dung thanh âm, đám người vui mừng. Cả đại đầu không đối phó, đều thở dài. Đồng bạn đến, có thể thở phào. Chỉ Viêm Thác trầm xuống. Hắn nói nhỏ với Nhiếp Cửu La, không biết nàng đuổi theo âm thanh đến, hay bị Bạch Đồng Quỷ cố ý đưa tới. Nhiếp Cửu La gật đầu. Trách không Bạch Đồng Quỷ công kích đột nhiên ngừng, có lẽ chúng phát hiện Dư Dung một nhóm đang chạy đến, đợi cùng một chỗ ra tay. Hoặc là, công kích đối với bọn họ là một cái lồng dùng tiếng vang thu hút những kẻ tản mát bên ngoài, muốn tụ hợp đầu quân. Người đến đầy đủ, liền bắt đầu giết, Dư Dung đến, chưa chắc là chuyện tốt. Chương 132. Dư Dung và nhóm của cô chịu tổn thất nghiêm trọng, sau khi thoát ra, chỉ còn lại Tôn Chu và hai người khác. Điều tồi tệ nhất là họ không có bản đồ để biết đường đi. Lần này, mọi người như ruồi mất đầu. Muốn bắn đạn tín hiệu để liên lạc với đồng đội nhưng lại sợ dẫn dụ Bạch Đồng Quỷ, đành phải dựa vào may mắn mà đi vòng quanh. Khi nghe thấy tiếng súng, họ rất mừng rỡ, dù tiếng súng có nghĩa là gặp nguy hiểm, nhưng có thể tụ họp đồng đội vẫn tốt hơn là cô độc. Khi hai đội gặp nhau, dư dung tưởng rằng trận chiến đã kết thúc, tâm trạng có phần nhẹ nhõm, các ngươi vừa rồi tiếng súng từng trận, có phải đã đánh lui đám mắt lòng trắng kia không? Hình thâm cười khổ chúng vẫn còn quanh đây, không chừng lúc nào cũng sẽ quay lại. Hắn vừa thu xếp cho những người mới đến gia nhập phong thủ, vừa tranh thủ thời gian kể lại tình hình cho Dư Dung. Dư Dung nghe như trong mộng, gãi đầu rồi hỏi, vậy, bạch đồng quỷ bắt địa kiêu thì còn hiểu được, nhưng bắt chúng ta là vì cái gì? Câu hỏi này khiến mọi người cùng nhìn về phía Lâm Hỷ Nhu. Lâm hỉ Nhu hơi cúi đầu, nhưng cũng cảm nhận được ánh mắt này, đừng hỏi ta, hỏi bạch đồng quỷ đi bọn chúng muốn làm gì ta sao biết được không biết thì thôi dư dung lười suy nghĩ thêm cô nhìn phong hỏa đài từ trên xuống dưới lông mày nhăn lại nơi này không ổn đâu tường đất này động một cái là ngã đỉnh và các cạnh đều có chỗ thùng không có gì bảo vệ trực giác của cô cho rằng trốn trong phong hỏa đài cũng chẳng khác gì đứng ngoài trời cô không nhịn được nói thêm còn không bằng trốn đi hình thâm thở dài, trốn đi đâu? Câu này nhắc nhở viêm thác, hắn đến trước mặt Lâm Hỷ Nhu ngồi xuống. Trước đó ta nghe ngươi và Phùng Mật nói chuyện, Phùng Mật lo lắng không thoát được. Ngươi nói phải đi, còn nói phải nghĩ cách quấn đi giản thủy bên kia, lời này có ý gì? Tại sao ngươi nghĩ đến đó thì an toàn? Lâm Hỷ Nhu không ngờ lời này bị viêm thác nghe được, do dự không lên tiếng. Phùng Mật thấp giọng khuyên, Lâm Di, lúc này hãy tạm gác thù hận, cùng sống sót vẫn tốt hơn cùng chết thấy lâm hỉ nhu không phản đối phùng mật thay nàng nói bạch đồng quỷ sống dưới mặt đất gần như không bao giờ lên trên chúng ghét mặt đất cũng không thích nghi được chúng đến đây đã là cực hạn giống như con người khi đến môi trường cực đoan cơ thể sẽ không thích ứng được bọn chúng sẽ sớm rút lui cho nên chúng ta ban đầu định tìm nơi ẩn nấp an toàn để chúng tự chịu đựng viêm thác hiểu giản thủy là nơi các ngươi cho rằng an toàn. Phùng mật, giản thủy có độ ẩm cao, nước còn tanh, khứu giác của bạch đồng quỷ không hoạt động được ở đó. Chưa nói hết lời, âm thanh quỷ dị lại vang lên. Đó có lẽ là khúc nhạc dạo của cuộc tấn công, hình thâm căng thẳng, hét lên, đều chú ý. Lời vừa dứt, hắn nhìn thấy vài bóng đen cấp tốc lao tới. Không chỉ hình thâm thấy, nhấp cửu la từ cổng tò vò cũng nhìn thấy. Lần này, không uổng phí đôi mắt, kẻ xâm nhập là kiêu quỷ, thể hình giống người, nhưng khuôn mặt méo mó, da vàng như nến, như tượng sáp trong quán, người giả thành tinh. Chợt nghĩ, những kiêu quỷ này đến gần, nhưng không muốn xông vào phong hỏa đài. Ngược lại, chúng bước chân không ngừng lao vào tường đất. Tiếng đụng dọa người vang lên bốn phía phong hỏa đài, tường đất lung lay, bụi đất tràn ngập, giống như bão cát nhỏ bụi đất che khuất tầm nhìn đèn pin cũng không nhìn rõ nếu kiêu quỷ thừa dịp tiến vào làm sao đây hình thâm giống to nổ súng đừng để thứ này tiến vào tiếng súng vang lên bốn phía lâm hỉ nhu hân hoan thấp giọng phân phó phùng mật nhanh lăn đến bên tường chờ tường đổ chôn ngươi không trốn thoát được chỉ còn cách này phùng mật trái tim đập nhanh lâm di hay là ngươi đi ta bị thương nặng hơn người thành công cao hơn. Lâm hỉ Nhu sững sờ, hiểu ý Phùng Mật. Phùng Mật bị thương ở eo, đi lại khó khăn, lại có mùi máu tươi, còn Lâm hỉ Nhu chỉ gãy xương sườn, nhịn đau cũng không ảnh hưởng bước đi. Không do dự, nàng nói đứa trẻ ngoan rồi lăn nhanh đến chân tường. Có lẽ trời đang giúp nàng, cùng lúc nàng tới nơi, tường đất đổ, chôn nàng chặt. Phùng Mật thở dài, nhắm mắt, lòng bình yên, bên tay đấu đá không còn quan trọng ổn chỉ cần lâm di thoát mọi chuyện sẽ làm lại từ đầu chớp mắt nàng mở mắt kêu lớn lâm di lâm di bị kéo đi phòng hỏa đài vốn hỗn loạn người ho khan trong bụi mắt không mở nổi món tay bóp cỏ súng sợ ngộ thương người mình cũng sợ bên cạnh là kiêu quỷ bị phùng mật quấy nhiễu càng hoảng loạn người yếu gần như ngã xuống Viêm thác nghe Lâm Hỷ Nhu bị kéo đi, ra đầu tê giải, nhìn lên, bụi đất bay, không thấy rõ. Hắn cùng Lâm Hỷ Nhu, kết thúc vội vàng vậy sao? Nhếp cửu la không cầm súng, được bảo vệ, chân gạt châu châu và tôn chu ra khỏi vũ khí nóng. Nàng nắm đao, tay kia phủi bụi, đột nhiên nghĩ ra, hét to, dư dung, kiêu quỷ có thể nghe ngươi thuần không? Dư dung vừa bắn xong, nghe rõ, không phải ta thuần, sao nghe ta nhiếp cửu la giống do nhà kỹ pháp không thay đổi hữu dụng vừa nói nửa câu sau đầu đau xót tóc bị kéo nàng ngã ra sau nàng kêu đau viêm thác đứng bên nghe nàng kêu không đúng lạnh sống lưng vớt tay nhưng chậm một bước nhiếp cửu la bị kêu quỷ kéo tóc lôi ra lỗ lần đầu nàng gặp tình huống này ngoài đau ra đầu không cảm giác khác lưng kéo trên đất ý nghĩ đầu tiên là dư dung cạo chọc không có phiền phức này thứ hai là nếu bị kéo đi đừng hỗn nàng cắn răng tay chống đất mượn lực thân thể dâng lên vùng đao đâm vào đầu gối kiêu quỷ nó đau buông tay nhấp cửu la đứng lên nghe tiếng súng kiêu quỷ vai cổ trúng đạn hú lên quái dị lộn nhào chạy vào bóng tối viêm thác rìu nàng giọng run a à la nhấp cửu la đỡ tay viêm thác tóc tay bù xù định nói không sao, thì trong phong hỏa đài vang lên ba tiếng roi, đầu roi châu quang như ngân xà, rồi là tiếng sao. Dư Dung đang thử sao, nhiếp cửu la ngừng thở, khẩn trương. Như nàng nói, roi nhà kỹ pháp không đổi, Dư Dung thao tác như năm đó, kêu quỷ bị roi nhà thuần, dù mất thần trí, thân thể ký ức còn. Tiếng phổ, thông không liên hệ cổ phương, nhưng tiếng còi khác biệt. Bất ngờ, kiêu quỷ ngừng công kích, tứ chi chạm đất, lùi lại. Có tác dụng, dư dung tinh thần dung, đổi phương vị, đổi âm điệu. Lúc trước là lui, giờ nàng thử phòng, nếu hiệu quả, kiêu quỷ sẽ chuyển hướng ngoài. Kiêu quỷ có chút nôn nóng, nhìn quanh, cào đất, không theo chỉ tiếng còi. Viêm thác thấp giọng, ta không thấy, dù kiêu quỷ bị roi nhà thuần, về sau dưới tay bạch đồng quỷ, chỉ tiếng còi tương tự, lừa được một lát muốn nghịch chuyển không thể hình thâm cũng thấy không được tác dụng không lớn lúc này bụi đất tan đại đầu thấy thiếu hai ba người hai người bị thương đầu mặt máu nhớ sơn cường hắn oán hận nghe hình thâm nói không được nghĩ đã không được kêu quỷ sớm muộn tai hỏa sao không thừa dịp bây giờ bắn hạ vài tên hắn trừ cỏ súng nhưng không có tiếng hết đạn giật mình hắn lấy súng bên cạnh, người đó nói, ta cũng không có. Bạch đồng quỷ phát hiện, âm thanh quỷ lại vang, kêu quỷ nghe, đứng thẳng, tranh nhau chạy vào bóng tối. Viêm thác kéo nhếp cửu la vào phong hỏa đài, tường đất đổ hoặc nửa đổ, đèn pin chôn trong đất, cột sáng ngổn ngang. Đại đầu nuốt nước bọt, hỏi, nhìn xem, súng còn đạn không? Hồi phục không tốt, phần lớn là ta không có, nhanh không có, viêm thác cũng không đạn, ném đi, lấy ra nhấp cửu la, có lẽ hắn là người nhiều đạn nhất. Hình thâm nhìn quanh, nhớ phùng mật hết lâm hỉ nhu bị kéo đi, ngoài lâm hỉ nhu, thiếu mấy người, còn lại chỉ hơn 10 Đại đầu lo lắng, thâm ca, làm sao, chúng sẽ lại đến, còn có bạch đồng quỷ, dù dư dung chỉ huy được kiêu quỷ, bạch đồng quỷ thì sao? Thâm ca, lại tìm cách. Hình thâm đau đầu, hắn là dẫn đầu phải quyết định nhanh hắn liếm môi nhìn phùng mật nàng không bị kéo đi hắn hỏi đi giàn thủy người biết đường phùng mật sững sờ rồi gật đầu biết chỉ cần thấy ta nhận ra đến đó các người biết giàn thủy dễ ẩn thân hình thâm gật đầu tốt vậy đi mọi người đi giàn thủy đại đầu phục lại mộng đi giàn thủy xa bao nhiêu phùng mật nghĩ lúc trước đi, gặp bạch đồng quỷ, bị cản. Từ đây đi, hơn nửa giờ. Hơn nửa giờ. Đại đầu tức giận, bình thường đi đường núi, ba, năm tiếng không đáng kể. Nhưng ở đây, trong tối, đi hơn nửa giờ, còn phải phòng kiêu quỷ, bạch đồng quỷ. Hắn nói, đây là hành trình tử vong, đi không? Hình thâm chắc chắn, đi được. Nhìn nhiếp cửu la. Nhiếp cửu la nghe đi được, khó chịu, Nghĩ ngươi giấu bí mật gì. Hắn nhìn nàng, cảm thấy khó hiểu, ngươi nhìn ta làm gì? Hình Thâm nói khó, "A à la, có ngươi vượt qua được." Nhấp cửu la mốc hai giây, linh cảm không lành. Nàng nói, "Ngươi nói bậy bạ gì?" Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 133. Hình Thâm do dự một chút rồi nói, "A à la, chúng ta cần nói chuyện riêng." Phòng hỏa đài không lớn, không có chỗ riêng tư. Hai người đi vào một góc hẻo lánh, những người khác biết điều lùi xa. Viêm thác muốn theo dõi nhưng nghĩ đây là việc riêng của nhóm quấn đầu quân nên kiềm chế lại. Hắn nghe có người bên cạnh thì thầm. Cô là tiểu thư này là ai? Tại sao có cô ấy mà chúng ta vượt qua được? Thâm ca lại còn đi cầu xin cô ấy. Người khác hiểu ra, chết tiệt, không lẽ là ai đó? Ta đã nói chuyện lớn như vậy, cô ta không thể không xuất hiện. Một người thận trọng đoán, nhấp nhị phải không? Viêm Thác thở dài trong lòng, thân phận của Nhấp Cửu La xem ra không giấu được nữa, đã đến mức này, ai cũng không phải kẻ ngốc. Hình Thâm đang bận, đại đầu giúp giữ trật tự, không quan trọng ai là ai, hãy cảnh giác, để mắt kỹ, đám đó có thể lại tới bất cứ lúc nào. Nhấp Cửu La theo Hình Thâm, đầy nghi ngờ. Cô mở lời trước, ý của ngươi là, ta có thể đối phó được Bạch Đồng Quỳ? hình thâm tránh ánh mắt nhẹ gật đầu điều này không thể nào nhiếp cửu la cảm thấy buồn cười nếu đã mượn một bước nói chuyện tự nhiên không tiện để người khác nghe thấy cô hạ giọng bạch đồng quỳ tốc độ ta đã thấy sức mạnh của ta biết rõ ta không được hình thâm hạ giọng nói đó là bởi vì ngươi hiểu sai về điên đao thời gian cấp bách hình thâm giải thích điên đao không chỉ là cây đao của ngươi mà là ngươi dòng họ đao ra dựa vào huyết mạch, máu của ngươi có thể làm tổn thương chúng, nhưng ngươi không nghĩ tại sao lại có cây đao đó sao? Và còn chia đao sinh, đao tử. Nhếp cửu la thực sự chưa từng nghĩ đến, cây đao ở bên cô lâu vậy, phần lớn thời gian nằm trong hộp phi thiên, cô chưa bao giờ tò mò muốn nghiên cứu. Cô chỉ dùng khi cần, việc chia đao sinh tử, cô vẫn cho là một nghi thức cổ xưa. Cô im lặng nghe hình thâm nói tiếp đao sinh tử mài rơi bột phấn, chín mài là một, cùng nước nuốt, cơ thể của ngươi sẽ phát sinh thay đổi nhanh chóng. Tưởng thúc cầm quyển sách ghi chép, trong vòng một canh giờ, ngươi sẽ rất khác. Một canh giờ, tức là hai giờ. Nhếp cửu la ra đầu hơi tê, khác như thế nào? Ta sẽ biến thân, không phải là biến thành bạch đồng quỷ hay kiêu quỷ mặt mày giữ tợn chứ? Hay là siêu nhân điện quang? Hình thâm cân nhắc lời, không, nói đơn giản là ngươi vốn đã giỏi võ công và tốc độ, điên đao sẽ tăng cường gấp mấy lần, ngươi có thể đổi kịp thậm chí vượt qua bạch đồng quỷ, chống lại chúng. Nhếp cửu la ồ một tiếng, dễ hiểu, giống như uống một loại thuốc đặc biệt, giống như thuốc kích thích, giúp người bình thường trở nên mạnh mẽ, vào trạng thái chiến đấu đáng kinh ngạc. Gần đó, có tiếng động nhẹ, như châu châu muốn leo tường đất, bị phùng mật hung hăng đầy trở lại nhếp cửu la nhìn lướt qua không để tâm lại nhìn hình thâm ngoài việc có thể đánh còn gì nữa người không cảm thấy đau cơ thể bị thương không nhận ra toàn thân ở trạng thái nửa điên cuồng thần trí thì sao còn giữ được không hình thâm vội gật đầu có thần trí cơ bản vẫn giữ được lúc này có tiếng người sợ hãi run rẩy kêu thâm ca hình thâm không để ý nhìn phản ứng chắc là có gì đó lạ ngoài kia, dù sao cũng đang trong tình trạng không ngừng, trước hết phải rõ ràng. Nhất cửu la hỏi tiếp, tại sao tưởng thúc chưa bao giờ nói với ta về điều này? Hình thâm nói nhanh, một là ngươi không quan tâm, chưa từng hỏi, hai là tưởng thúc cảm thấy nơi này rất an toàn, không cần dùng đến. Người khác không kiềm được, thâm ca, là bạch đồng quỷ. Cách đó không xa, trên đống đất, một bạch đồng quỷ ló ra, chính xác hơn là đôi mắt trắng sáng như hai bóng đèn nhỏ. Dù chưa công kích, nhấp cửu la tranh thủ hỏi, ta có gì chứng gì không? Thuốc nào cũng có độc, huống chi loại này mạnh vậy. Hình thâm môi khô, cố nói tiếp, có một chút. Tiêu hao quá đổ, sau này có thể bị bệnh, cần tĩnh dưỡng một thời gian. Chỉ là bệnh nhẹ sao? Nhếp cửu la thở phào, vậy được, bệnh nhẹ thoát được, còn cứu nhiều người, vụ này có lời. Hình thâm nói thêm, nhưng nếu tiêu hao quá mức, quá thời gian, có thể sẽ. Điên, nhếp cửu la giật mình. Điền đao, tên gọi này từ nhỏ đã quen, không ngờ, chữ điên lại có thể áp lên cô. Chậm không đến, sẽ điên. Đại đầu kêu to, thâm ca, tình hình tệ rồi, tranh thủ cầm chủ ý đi. Nhếp cửu la tỉnh lại, nhìn quanh, một trận lạnh lẽo dâng lên, sau đó biến thành nóng bỏng, khiến thân thể run rẩy. Phòng hỏa đài tuy đặt nhiều người canh, nhưng do địa hình, có đống đất cao đứng giữa. Sau nhiều lần xung đột, người canh giữ đã đổ nát, giống như ruộng bị cắt trụi Trên đống đất có nhiều bạch đồng quỷ, hàng chục cặp mắt trắng, tĩnh mịch lạnh lùng. Có một vóc dáng nhỏ, trông như đứa trẻ, ngồi ở mép đống đất, chân rủ xuống, đang cúi đầu chơi đùa móng tay, thân thể đung đưa, như đang hát nhạc ngoài ra khắp đông đất trên dưới đều có kiêu quỷ tư thế hung hẳn chuẩn bị lao tới dường như dư dung thuần pháp không tác động đến chúng đây là săn bắn tiêu chuẩn vây kín xung quanh chuẩn bị đại khai sát giới đáng hận hơn những vòng trước chỉ là mèo vơn chuột đã làm hết đạn dược những người khác cũng nhận ra điều này từng người mặt trắng bệch chỉ có phùng mật bình tĩnh dựa vào đông đất như dựa vào một môi mổ có sức sống đại đầu giọng run thâm ca có biện pháp chưa cô la tiểu thư nói thế nào nhiếp cửu la không nói một lời bước tới viêm thắc hình thâm gấp gáp a à la hắn môi đắng lưỡi khô nói nhanh ta không buộc ngươi hy sinh đây là cách hiệu quả nhất cứu mình và cứu người khác viêm thắc nghe không rõ nhưng cảm giác bất an tăng hỏi nhiếp cửu la sao rồi nhiếp cửu la không trả lời trần chờ giây lát cô quay lại nhìn hình thâm, dù ta tăng cường sức mạnh, đối phó được một hai bạch đồng quỷ, nhưng còn rất nhiều. Hình thâm nghe ngữ khí của cô, cảm thấy có hy vọng, kích động nói, chưa ai thấy điên đau đến cỡ nào, có thể chưa từng gặp đối thủ, người giết một cái, có thể dọa lùi một đám. Dư dùng hét lớn, đến rồi. Lần này, không có âm thanh quỷ dị, không có khúc nhạc dạo, săn bắn bắt đầu. Địch đến từ bốn phía, mỗi mặt chỉ có ba người phòng thủ. Kiều quỷ lao thẳng tới, bạch đồng quỷ từ đỉnh đống đất lao xuống, di chuyển nhanh như quỷ ảnh, mắt trắng sáng hợp thành tia sáng. Nhiếp cửu la căng thẳng, tốc độ này, cô không đuổi kịp, dù ở trạng thái tốt nhất cũng không kịp. Viêm thác liếm môi, cầm súng, nhắm một cái, bấm cỏ súng. Vô ích, đạn bắn ra, nhưng quỷ ảnh chỉ rung nhẹ, đạn hoàn toàn trượt hình thâm và dư dung huyết sáo, một cái thúc dục châu châu, một cái phân công tôn chu. Châu châu do thiên tính, sợ địa kiêu, cũng sợ bạch đồng quỷ, dù huyết sáo mạnh cũng trần trừ, tôn chu không như vậy, hóa thu xong, hắn ghét địa kiêu, không sợ gì, nghe lệnh liền sông lên. Tiếng gào của hắn vang lên, toàn thân lông rậm như tia chớp vượt qua tàn tường, hướng bảy tám bóng đen lao tới. Nhấp cửu la nghẹn ngào, ai? tôn chu từng là tài xế của cô dù hóa thú cô không thể chấp nhận hắn liều mạng ở tiền tuyến nhưng lời chưa dứt tôn chu đã gần tới kiêu quỷ lao vào nó rồi nhào vào con thứ hai không đánh được bạch đồng quỷ thì đánh kiêu quỷ ngã một con là một con viêm thắc chuyển súng nhắm chuẩn con bên cạnh tôn chu cảm thấy hoa mắt hai con bạch đồng quỷ như quỷ mị vọt tới tốc độ nhanh một cái quảo chân một cái quả cánh tay đạp lên cùng lúc tốt mạnh viêm thắc máu dồn lên đầu biết sẽ xảy ra gì hắn hét lớn muốn lao tới cứu nhấp cửu la nhanh hơn vừa vượt tàn tường nghe tôn chu kêu thảm giữa không trung nổ máu hắn mất cánh tay phần còn lại rơi xuống đất đau đớn ngã lăn trong đống mảnh vỡ cảnh máu me nghiền nát phá vỡ tinh thần chứng kiến đã nói đạn còn ít phải dùng tiết kiệm nhưng trừ viêm thác và dư dung, ai cũng điên cuồng bắn phá, dù biết sẽ chết, cũng muốn bắn cho thoải mái. Châu châu sợ hãi, bắt được một kiêu quỷ, nhưng bị hai ba con khác lao vào, nhiều đối một, như sói cắn thỏ, châu châu nhỏ biến mất, chỉ thấy vai và cổ kiêu quỷ dung. Hình thâm giận dữ, a à la, nhiếp cửu la đầu thình thịch, bỏ qua những thứ khác, hình thâm nói đúng, nàng làm điên đau, là cứu mình cô lật về tường, giúp ta tranh thủ thời gian. Hình thâm nghe, biết có hy vọng, trong lòng hưng phấn cảm kích, hét không loạn, làm thành vòng, kéo thời gian cho nhiếp nhị. Có hy vọng, nhiếp cửu la tới bên viêm thác, vừa rút đao vừa phân phó, cho ta nước, mở nắp, ngay lập tức. Viêm thác không hiểu, nhưng biết đây là chuyện trọng yếu. Hắn nhanh chóng lấy ba lô, lôi ra bình nước, mở nắp, những người khác nghe hình thâm, biết có hy vọng, tự làm thành vòng tròn, bảo vệ Nhiếp Cửu La và Viêm Thác. Phùng Mật ở ngoài vòng, nhưng cũng sát bên. Viêm Thác thấy mình không cần lên trận, mau đưa súng cho Dư Dung. Nhếp Cửu La nhanh chóng rút trùy thủ, chia đao sinh tử, may mắn tổ tiên lưu truyền thân đao mài, đao được bảo dưỡng, ai sẽ cầm đao mài chơi đâu. Cần mài, lại nhắc Viêm Thác, đưa tay, lòng bàn tay. Lúc này, tiếng súng vang Công kích đến gần, viêm thác lạnh người, phải tập trung. Hắn đưa tay, nhấp cửu la cúi đầu, tay run, nhanh mài thân đao, có ít bột phấn rơi. Thực sự hiếm lạ, sinh đao tử đao đều cứng, bình thường đập mài không thương tổn, nhưng song nhận mài, có hiệu quả tương sinh tương khắc. Người gần đó bị kéo ngã, nhấp cửu la run lên, đếm 9 lần, bắt tay viêm thác, cúi đầu liếm. Không kịp nghĩ, cầm bình nước, ngửa đầu uống. Nước lạnh, trôi xuống ít hầu, làm nhấp cửu la dùng mình, viêm thác, người có thể. Chậm không đến, sẽ điên. Cô hy vọng tốt nhất, nhưng cũng chuẩn bị xấu nhất. Nếu thật sự điên, cô nhớ khi bé thấy tên điên trên đường, bẩn thỉu rách nát, nước bọt chảy, cởi y phục điên loạn. Không muốn làm người như vậy. Thuở nhỏ mất chỗ rửa, không thân thuộc tin cậy, lão thái là bạn, nhưng không gánh nổi. Cô không biết phó thác cho ai. Viêm thác, người có thể chăm sóc ta, để ta không bị người khi nhục. Nhưng ý nghĩ này tan biến. Được rồi, cô và viêm thác vừa bắt đầu, xa không tới sinh tử không đổi, không rời không bỏ. Dựa vào gì để hắn gánh nặng lớn vậy, đổi là cô, bạn trai mới quen điên, yêu cầu chăm sóc cả đời, cô cũng không làm được. Được rồi, xem vận khí. Viêm thác biến sắc, kéo cô, cẩn thận cận chiến súng không dùng được đạn hết sống chết nhìn trời quỷ nhiều hơn người nhiếp cửu la cắn răng đao hai tay hướng kiêu quỷ gần nhất chém mạnh rồi đạp rút đao rút ra lại một kiêu quỷ vọt tới cô chuẩn bị thấy báng súng từ bên cạnh nện đến dư dung vừa giúp một tay hai người không kịp nhìn nhau lại chiến tiếng kêu thảm quỷ âm hò hét bên tai người bị kéo ngã nhào lộn ôm. Nhiếp Cửu La vừa lật một kiêu quỷ, ánh sáng trắng lóe lên, Bạch Đồng Quỷ lao tới. Lần đầu gần gũi với Bạch Đồng Quỷ, nó giống người nhưng khác biệt, mắt khuếch trương, mí mắt dày lật ra ngoài, răng sắc nhọn. Ngoài ra, Bạch Đồng Quỷ mặc quần áo, nhưng không phải vải tinh cắt, chỉ là bao trùm, giống địa y tảo. Đến gần, không tin không tổn thương được. Nhiếp Cửu La cắn răng, lật đao hướng bạch đồng quỷ bổ, nhưng mũi đao chưa chạm, bụng dưới đột nhiên quặn đau. Không chỉ đau, mà co rút, không thể di chuyển, tay cầm đao run, bạch đồng quỷ bắt vai trái, nhấc lên, ném ra ngoài. Viêm thác vừa đuổi rơi một kiêu quỷ, thấy nhấp cửu la bay ra, lòng chấn động, không kịp nghĩ, phi thân, nhưng trễ, cô bay ra, mồ hôi lạnh chảy ướt. Định đạp tàn tường ra ngoài, vai đau, Thân thể ngã, một bạch đồng quỷ nắm hắn, kéo té xuống đất. Nhiếp Cửu La, trước bay sau rơi, không cảm thấy đau, chỉ là cơ thể rút, không khống chế, thở không được. Có bóng đen cúi xuống, hai kiêu quỷ, không hiểu sao cô quất như con quay, tạm dừng, quên kéo cô đi. Nhiếp Cửu La buồn nôn, khóe môi bọt trắng chảy, lồng ngực đến môi, mùi quái gì, đó là dư vị bột phấn đau. Âm thanh mờ dần. Như cách lớp màng lọc âm, cô quay đầu, thấy khung xương đẫm máu bị gặm. Khung xương nhỏ là châu châu. Bóng đèn cúi xuống, lần này cô bị kéo, lung lay như trên thuyền, tay nghe âm thanh mái trèo. Không biết lần thứ mấy, máu chảy mạnh, cô mở mắt. Tầm mắt đáng ra một mảnh tối đen, giờ lại sáng như ban ngày, nhưng như che tầng xương máu, quấn quanh sát ý. Chương 134 nhiếp cửu la trông đỡ trên mặt đất bằng đao của mình. Thường ngày, nàng cũng sử dụng chiêu thức này, bình thường đều mượn lực để lật người, nâng thân thể lên. Nhưng lần này lại khác, lần này, chỉ cần dùng chút sức, cả người đã xoay người đứng dậy, cơ thể nhẹ nhàng và nhanh chóng đến không thể tin nổi, và đúng như hình thâm nói, không hề cảm thấy đau đớn. Vai của nàng trước đó bị bạch đồng quỷ nắm qua, cánh tay trái bị thương, luôn được che chở Mọi chiêu thức đánh nhau đều tránh mượn lực của cánh tay trái. Nhưng bây giờ, toàn bộ cơ thể không còn cảm thấy vướng víu hay cản trở, mọi động tác đều trôi chảy như nước chảy mây trôi. Hai con quỷ đang lao đến tấn công nàng, nhưng động tác của chúng chậm chạp như hai con ngốc. Nhiếp Cửu La một tay tát vào một con, đồng thời quét chân đá vào con còn lại. Mục tiêu là đánh cả hai. Nhưng sự việc khiến nàng kinh ngạc là hai con quỷ trưởng thành này trong tay nàng nhẹ như hai quả lê, một con bị tát ngã quỷ, một con khác bị đá bay xa hai, ba mét. Nàng không dùng nhiều lực lắm. Trong khoảnh khắc ấy, nhếp cửu la cảm thấy thoải mái và sảng khoái đến không thể tả. Càng là cao thủ, thăng cấp càng khó. Chỉ có công phu luyện đến trình độ tương đương mới có thể cảm nhận được toàn thân như được rửa sạch. Trước đây, khi xem võ hiệp kịch, Nàng không hiểu vì sao Đông Phương bất bại phải luyện thần công đến mức tự cung, nhưng bây giờ nàng hiểu rồi, cảm giác bế nghĩa tất cả, nhìn ép mọi thứ tự phụ là như thế nào. Nàng quay người nhìn về phía phong hỏa đài, trận chiến ở đó đã đến giai đoạn căng thẳng, nhưng nhìn qua thấy ngay, thắng bại đã phân định, có người đang bị kéo đi, có người gào thét ôm nhau với Bạch Đồng Quỷ hoặc Quỷ Kiêu, trong cuộc giằng co cuối cùng tuyệt vọng. Viêm Thác đâu rồi? nàng nhìn thấy hắn bị bạch đồng quỷ cuốn lên, người đầy vết máu, móng tay của bạch đồng quỷ có thể dễ dàng xuyên qua da châu kiên cố nhất, so với con người thì lực lượng và móng tay của họ quá yếu ớt. Nhếp cửu la khẽ hét lên, thân hình như tia chớp, trong khoảnh khắc đã chạy đến sau lưng bạch đồng quỷ, không chút do dự, hai tay giữ đầu bạch đồng quỷ, vặn mạnh ra ngoài. Một tiếng răng rắc vang lên, viêm thác không hiểu chuyện gì xảy ra, vừa mới đây bạch đồng quỷ vẫn đang đối diện hắn sao đột nhiên lại quay lưng về phía hắn trận chiến yên lặng trong hai giây cuối cùng viêm thác nhìn thấy nàng a à la nhấp cửu la vẫn còn tỉnh táo hiểu được lời nói và nhận ra hắn nhưng hắn không quan trọng nàng cảm thấy hưng phấn trong đầu vang lên còn ai nữa đến đây tất cả đến đây tay nàng đang ngứa ngáy dường như bạch đồng quỷ bị giết phát ra tín hiệu khác biệt các bạch đồng quỷ gần đó bị thu hút đến chỗ nàng, hai con bạch đồng quỷ buông tay người đang nắm và lao đến nàng. Ôi, hai con quỷ, muốn đánh hai con quỷ. Nhếp cửu la hưng phấn đến mức huyết mạch sôi sục, muốn ngửa mặt lên trời cười dài, không để ý ánh mắt kinh ngạc của viêm thác, không trốn không né, trực tiếp đón hai con quỷ đang lao đến. Động tác của các người không phải rất nhanh sao, bây giờ xem ra cũng chỉ là chậm chạp. Khi tiếp cận, nhiếp cửu la hai tay mở ra, một tay móc vào ít hầu của mỗi con, đẩy mạnh vào nhau, chân đạp tung người lên tường, rồi mới buông tay ra, quay người lại. Hai con bạch đồng quỷ bị đâm gần như ngất đi, thân thể mềm nhũn rũ xuống, cố gắng bỏ lên. Nhếp cửu la cười ha ha, nàng cảm thấy mình thật điên, nhưng không thể kiềm chế được, đi mẹ nó đỉnh cấp loài săn mồi, dưới đất này, còn ai có thể làm gì được nàng. Hình thâm cũng bị thương, bụng bị nhiều vết cào đau đớn nhưng thấy tình thế thay đổi biết nhiếp Cửu la đã thành công trong lòng vui mừng lợi dụng sự kinh ngạc của quỷ kiêu ngồi dậy và hét lớn đi thôi còn không mau đi lời này nhắc nhở mọi người viêm thác nhìn thấy mọi người thưa thớt một số đứng dậy một số lảo đảo đứng lên trong đầu hắn hiện lên ý nghĩ bạch đồng quỷ trọng thương đối với người mặc dù không nhẹ nhàng nhưng dường như chúng chủ yếu bắt sống không phải giết chết nhiếp cửu la lại xông vào chiến trận hình thâm tức giận hết, nhanh lên nắm chặt thời gian mọi người cuối cùng kịp phản ứng viêm thác đi trước nhìn phùng mật vì đi giàn thủy cần nhờ nàng dẫn đường nàng bị kéo ra ngoài phong hỏa đài nằm co quắp khắp mặt đầy máu phải trên đầu có thể thấy vết thương viêm thác chấn động trong lòng nghẹn ngào phùng mật hắn nhớ tới dương chính dương chính chết vì vết thương trên đầu bạch đồng quỷ thích dùng chiêu này đối phó địa kiêu phùng mật mí mắt hơi mở không thể mở mắt hoàn toàn chỉ nở nụ cười mờ nhạt nói khó khăn không sao chưa chết được ta còn dẫn đường được viêm thác không suy nghĩ nhiều nâng tay nàng lên cổ mình nhặt đèn pin trên mặt đất cõng nàng đứng dậy khi đứng dậy hắn nhìn thấy nhấp cửu la nàng thực sự đang dùng thân mình thu hút tất cả quỷ kiêu và bạch đồng quỷ, một mình đối đầu nhiều quỷ, tạm thời còn có thể chống đỡ. Viêm thác muốn gọi nàng, nhưng kiềm chế không gọi, gọi chỉ thêm phiền. Ở một đầu khác, dư dung lào đảo ra ngoài phong hỏa đài, nhìn thấy tôn chu, hắn bị mất một cánh tay, ngâm trong vũng máu, nhưng chưa chết, mắt còn động. Dư dung cắn răng, kéo thân thể hắn lên vai, mình, dù là xúc sinh cũng không thể bỏ rơi, huống chi hắn từng là người. Hình Thâm nhìn ra ngoài, không thấy Châu Châu, trong tầm mắt không thấy ánh sáng quen thuộc, có lẽ bị bắt đi. Thời gian cấp bách, không suy nghĩ nhiều, hắn vội chạy đến Viêm Thác, hỏi Phùng Mật, đi đâu? Phùng Mật chỉ hướng, đi bên kia. Hình Thâm đẩy Viêm Thác, đi, đi bên kia trước. Lại hét, tất cả theo hướng này. Viêm Thác lo lắng, a à la đâu? hình thâm nhìn nhiếp cửu la a à la đừng ham chiến theo chúng ta nhiếp cửu la sức mạnh ban đầu là mạnh nhất sau đó giảm dần một giờ sau sẽ rút nhanh chóng nhiếp cửu la nghe ánh mắt siết chặt một tay ấn vào vai quỷ kiêu nhảy ra khói chiến trận nàng phải theo sát mục tiêu là đưa mọi người an toàn đến giản thủy không phải để chiến đấu nàng nhìn chằm chằm bạch đồng quỷ ra hiệu cho hình thâm các ngươi đi trước hình thâm hiểu, trong lòng thở phào, dương tay, chúng ta đi. Phùng mật chỉ đường, viêm thắc cõng phùng mật, đi đầu, nhưng trong lòng lo cho nhiếp cửu la, không thể làm gì. Nhiếp cửu la không cần hỗ trợ, nhưng nhỡ đâu, chính trong thoáng chốc, nghe phùng mật thì thào, viêm thắc, người không sợ ta dở trò xấu sao. Người kia tưởng thuốc, tưởng bách xuyên, bị lâm di cào xé, người khác, thể chất không tốt, chống cự kém, biến nhanh. Viêm thác cảm nhận máu ấm vùng mật chảy vào cổ mình, nghe nàng nói khó khăn, trong lòng có chút không đành, ngươi dự sức, đừng nói. Phùng mật cười, còn nói được, ta nói nhiều một chút. Kỳ thực ta ghét đám người này. Nàng nhắm mắt, thở dài, tiếp tục bọn họ chết đáng. Nhưng ta muốn đưa ngươi đi giản thủy. Chúng ta dù đối đầu, nhưng có lúc vẫn làm bạn. Đi đến chỗ rẽ, viêm thác dừng bước. Quay lại, nhấp cửu la cũng đang lui về phía này. Nhưng sau nàng là một đám quỷ. Hắn nghe tiếng hét quái gì, cảm thấy không ổn, trực giác bảo rằng bạch đồng quỷ đang gọi đồng bạn. Có hai nhóm bạch đồng quỷ vây công họ, nhưng có lẽ dưới đất này không chỉ hai nhóm. Lâm Hỷ Nhu bị tập kích rõ Ràng là nhóm khác. Hắn vội hỏi Phùng Mật, các người có gặp bạch đồng quỷ trên đường đi giàn thủy không? Phùng Mật ừ một tiếng, Hùng ca giúp chúng ta đoạn hậu, không biết hắn sao rồi hình thâm chạy tới sao dừng tiếp tục viêm thác không nhịn được người và Ala nói gì hình thâm nhanh chóng không quan trọng viêm thác bây giờ mau đi người kéo dài là phí công a la viêm thác không phản bác được phùng mật giơ tay đi đi bên này hành trình sau đó thuận lợi đến lạ chỉ đi đường bạch đồng quỷ dần xa cuối cùng biến mất nhấp cửu la nhanh chóng theo kịp nhưng nàng đi chỗ cao từ điểm cao này nhảy đến điểm cao khác thân pháp nhanh nhẹn trên đường bay lượn như vậy tốt vị trí cao thuận tiện phát hiện dị dạng từ xa nhưng sự việc không đúng lắm liên tưởng đến tiếng hét trước đó viêm thắc cảm thấy bạch đồng quỷ đang chuẩn bị chiêu gì những người khác cũng nhận ra đại đầu nói thâm ca không đúng sao chúng không theo có người phụ hỏa có phải chuẩn bị thống nhất tấn công không chúng ta tìm chỗ tránh nhưng Bạch Đồng Quỷ theo, còn có ý nghĩa gì? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 135. Hình thâm dừng lại, ra hiệu cho mọi người dừng lại. Hắn dừng lại, những người khác cũng theo đó dừng bước. Viêm Thác dù đi trước, nhưng luôn chú ý xung quanh, cảm thấy tiếng bước chân không còn đuổi theo, lúc này quay lại. Phùng Mật cười lạnh, giọng điệu khinh miệt, bọn chúng. Có cũng được, không cũng được chỉ cần các ngươi tránh khỏi tầm mắt của chúng thì không sao giống như sói truy đuổi con thỏ chỉ cần con thỏ không ngay trước mắt sói trên đồng cỏ rộng lớn sói muốn tìm ở đâu nghe cũng có lý đại đầu nghi ngờ nhìn phùng mật thâm ca cô này có thể tin được không là địa kiêu mà đã từng giết người của chúng ta còn bị ngươi bắn một thương không chừng vì trả thù mà đưa chúng ta vào hố hình thâm cảm thấy đầu nặng trĩu lúc thì thấy phùng mật nói có lý, lúc thì thấy đại đầu cũng có lý. phùng mật không thèm nhìn đại đầu, không tin thì ngươi đừng đi theo. dưới mặt đất rộng lớn, muốn đi đâu thì đi. hình thâm thở dài, phải quyết định. ngẩng đầu nhìn, thấy nhấp cửu la đứng trên cao, tay cầm thủy thủ quan sát xung quanh. giờ nàng thực sự không coi ai ra gì, lười nhìn về phía họ. bất kể thế nào, là người dẫn đầu phải quyết đoán hình thâm lấy lại bình tĩnh, đi giản thủy, tận dụng thời gian, không được dừng lại. Thời gian không chờ đợi, nếu kéo dài, nhấp cửu la không thể chống đỡ, thì lãng phí thời gian, hai bên đều thua. Phùng mật không nói dối, đi khoảng nửa canh giờ, qua nhiều tượng người bụi bẩm, tiếng gió và nước ngày càng rõ ràng. Giản thủy, chính là tường bên cạnh bạch của khe hắc bạch, là nơi sâu nhất con người có thể đến dưới lòng đất vì trải qua giàn thủy là người biến thành quỷ. Nghe tiếng nước không gây rung động, nhưng cảm giác biên giới đáng sợ, cùng truyền thuyết nữ hoa đổ sụp, viêm thác cảm thấy tóc gáy dựng đứng, thấp giọng hỏi, mùa khô, giàn thủy sẽ cạn nước chứ? Phùng mật đã nghỉ đủ, nói chuyện không còn đứt quãng, trước đây là vậy, nhưng hơn 2.000 năm qua, nguồn nước ngầm thay đổi, hiện tại dù mùa khô, nước vẫn không ít. Lâm Di trốn đi vào tháng 7, 8, lúc nước lên cao, lưu lại bệnh tật, hàng năm đến thời gian này đều không thoải mái. Viêm thác nghĩ lại, thật sự là thế, hàng năm vào cuối hạ, đầu thu, lâm hỉ nhu đều đau đầu, thèm ngủ, không có tinh thần. Trước đây hắn không để ý, nghĩ nàng sống an nhàn sung sướng, bệnh nhà giàu. Nhưng, hắn chú ý từ quan trọng trong lời phùng mật, trốn đi. Phùng mật trần trừ, viêm thác, thực ra lâm di. Lời chưa dứt, nhiếp cửu la trên cao bỗng huyết sáo rồi chạy gấp nhảy qua hai tòa đất cao rơi xuống đất hình thâm từng hợp tác với nhiếp cửu la quen với tín hiệu của nàng lúc này đưa tay dừng lại có tình huống đoạn đường này tâm trạng mọi người dần thả lỏng nghe xong lời này lại căng thẳng có người run rẩy chiếu đèn pin về phía nhiếp cửu la thật sự có tình huống không nguy hiểm mượn ánh sáng đèn pin Viêm thác xa xa nhìn thấy trước mặt nhiếp cửu la dường như là một cặp đôi ôm nhau. Hắn không nhìn rõ là ai, chỉ cảm thấy quen thuộc, sau đó phùng mật thở gấp, run rẩy nói, gấu. Hùng ca, hùng hắc, viêm thác cảm thấy ra đầu tê dần, vô thức tiến tới, hình thâm muốn cản hắn, nhưng nghĩ đến nhiếp cửu la ở đó, không có chuyện gì xảy ra, liền để hắn đi. Gần lại xem, thật là hùng hắc, không chỉ hùng hắc trên người hắn còn có một bạch đồng quỷ với mái tóc trắng hai người không phải ôm nhau chỉ là gần nhau nhìn từ xa có sai lầm thị giác chính xác là hùng hắc dựa vào đống đất tay phải của hắn xuyên qua ngực bạch đồng quỷ đầy máu còn tay bạch đồng quỷ thẳng vào đỉnh đầu hùng hắc đến cổ tay mùi máu tanh nồng nặc nhắc nhở họ trận chiến thảm khốc bạch đồng quỷ tám phần đã chết nhưng hùng hắc chưa Hắn liếc mắt về một bên, đầu run rẩy, vì đỉnh sọ còn cắm một tay, đầu khẽ động, kéo theo tay động, không rõ tình hình, tưởng tay kia đang xoay đầu hùng hắc. Không lạ khi nhấp cửu la dừng lại, nơi này thật sự có tình huống. Phùng Mật buông tay Viêm Thác, thả ta xuống. Thật ra, không cần Viêm Thác thả xuống, nàng tự nhiên ngã xuống đất, Viêm Thác bị nàng làm giật mình, đang định đỡ nàng, nhưng Phùng Mật không quan tâm, dùng cả tay chân cố nén vết thương bò về phía hùng hắc. Viêm thác không tiện ngăn cản, nhìn về nhiếp cửu la, cẩn thận gọi A la. nhấp cửu la liếc nhìn hắn, giọng bồng bềnh A. Viêm thác thở dài trong lòng, nhấp cửu la mắt sung huyết, thần sắc phấn khởi, như say rượu, nhưng nhìn hắn, biết hắn là ai, nhưng coi như không. Phía sau, nghe tiếng bàn luận. Thật phục, địa kiêu này có bệnh không? Tự giết mình không cần chúng ta động thủ cái kia lâm hỷ nhu cũng xong rồi nghĩ gì muốn diệt chúng ta không tiếc mình cùng chết viêm thác cau mày đây cũng là điều hắn nghi hoặc khi lâm hỷ nhu chọn địa điểm cuối cùng không suy xét đến bạch đồng quỷ và quỷ kiêu nguy hiểm sao hắn nhìn về phía hùng hắc phùng mật khó khăn chống thân bám vào tay hùng hắc nói chuyện không nghe rõ phùng mật nói gì nhưng viêm thác thấy hùng hắc mắt đờ đẫn có khoảnh khắc dường như hiện lên vẻ vui mừng vì sao? Không phải ảo giác chứ? Hắn chăm chú nhìn, đã trễ, Phùng Mật đột nhiên vươn tay, hai tay đào vào đầu Hùng Hắc, mạnh mẽ tách ra. Tiếng răng rắc vang lên, Hùng Hắc đầu rũ xuống. Phía sau nghe tiếng hít vào. Tình huống giải quyết, Nhấp Cửu La lui lại, nhảy lên đất cao. Hình thâm thở phào, gọi mọi người, đi thôi. Viêm Thác lại cõng Phùng Mật, khi rời đi, không nhịn được quay lại nhìn Hùng Hắc. Hắn nhớ lúc bị giam lỏng tại lầu bỏ hoang, vì thời tiết lạnh, hùng hắc làm máy sưởi nhỏ, đầu gió thổi cả đêm vào mặt hắn, tốt nhưng thổi quá mạnh. Giản Thủy rốt cục hiện ra. Đây là một con sông dưới lòng đất, chiều dài chưa rõ, rộng khoảng 15, 16 mét, hai bên có đống đất cao, 10 cây cột xoa thành dây thừng dài, vượt qua mặt sông, treo lơ lửng. Bạch Đồng Quỷ qua sông bằng dây thừng cầu. Thường, mạch nước ngầm bình tĩnh, nhưng nơi này không, vì hai lý do. Một là địa hình giống ruộng bậc thang, dẫn đến nước từ thượng nguồn đổ như thác, sau đó chảy về hạ nguồn, hai là mùa đông xuân, băng tuyết tan, lượng nước không nhỏ. Lâm Hỷ Nhu nói, hiện tại chỉ là nước dần lên, chưa lớn, khó tưởng tượng xuân hạ, mạch nước ngầm thế nào. Nhưng vấn đề, ngoài giản thủy, không khác biệt với đường tới, vẫn là tượng người, đống đất, hòn đá. Chỗ nào có thể ẩn thân? Hình thâm thúc vùng mật, sau đó thì sao, trốn ở đâu? Phùng Mật nói, ở đây, đề nghị ngươi đứng chỗ cao trước, tránh bị Bạch Đồng Quỷ nhìn thấy. Lý lẽ đúng, phân Thỏ ẩn thân cũng không để sói thấy. Hình Thâm gọi nhiếp Cửu La, a à la, đứng cao điểm, nhìn xung quanh, đề phòng Bạch Đồng Quỷ xuất hiện. Nói xong, hắn cũng chạy về đống đất cao nhanh chóng xông lên, ánh mắt của hắn lúc này tốt hơn nhiếp cửu la. Không có, ít nhất trước mắt, trong tầm mắt, chỉ có vật chết, không có dị thường. Theo lệ, hình thâm đi, đại đầu là lão đại, hắn thúc giục phùng mật, làm sao? Có động không? Phùng mật không để ý hắn, không đáng lãng phí nước bọt. Nàng nói với viêm thác, đi lên phía trước, đến bờ sông. Viêm thác bồn chồn giản thủy, cõng phùng mật nàng có thể đẩy hắn xuống sông. Vì thế, hắn đi trần trừ, phùng mật phát hiện, buồn vô cớ cười, không sai, ngươi thả ta xuống, tránh ta đẩy ngươi. Viêm thác quẫn bách, nhưng vẫn thả nàng xuống. Phùng mật ngồi dưới đất, thở hồn hển Nàng nói, nước lớn, để ngươi không bị thổi đi, buộc dây thừng quanh eo, tìm người khỏe mạnh giữ. Viêm thác buộc chắc dây thừng, nhét đèn pin vào eo, dây thừng bên kia ném cho dư dung dư dung tiếp lấy để chắc chắn đạp dây thừng dưới chân quấn quanh cánh tay gọi người bên cạnh tới cùng giữ phùng mật chỉ phương hướng kia từ đó xuống sờ có tảng đá lồi viêm thác đi qua chưa tới nơi toàn thân đã ướt đẫm nơi đây vừa gặp thác nước nhỏ bị chấn thương thành bọt trắng văng như xương gần như đánh người không mở mắt viêm thác nhắm mắt quỳ xuống tay sờ bờ sông giản thủy lạnh buốt thấm phải hắn run lập cập nhưng có tảng đá lồi tiếng nước lớn vì hắn nghe được vùng mật không nghe được phải lại gần dương cao giọng tay phải bắt tảng đá đùi phải đạp xuống có tảng đá lồi đứng chân tìm cửa hang lộ tuyến nghiêng trái dưới hạ ba bốn mét có cửa hang vào là được hang động bị thác nước che khuất nhìn không thấy sau khi vào những người khác có thể thả dây thừng xuống, nhưng thân bị nước đánh, người đưa tay túm một cái. Viêm Thác nghe hiểu, hít sâu, theo lời đạp xuống. Muốn chết, đây như bỏ thân vào dòng nước cọ rửa, một bên trong lỗ tai đầy nước, không nghe được gì. Viêm Thác cắn răng, hai tay đào, mắt nhắm, tìm chân đạp, toàn thân ướt đẫm. Tư thế chắc khó coi, hắn như ếch xanh bám vào tường không thả, bị dòng nước mạnh xông vào. Một bước, hai bước, sáu bước. Cửa hang đến. Viêm thác buông tay, lao vào trong, mặt đất bất bình, cấn đau, nhưng tốt là tiến vào. Hắn xoay người ngồi dậy, giơ đèn pin xem xét. Tuyệt, hang này không lớn, năm sáu mét vuông, chứa được khoảng 10 người, là lỗ thủng tự nhiên, nhưng có thác nước che giấu, ngăn cách ánh mắt, hương vị. Lầm hỉ nhu các nàng trước đây định trốn ở đây đưa bạch đồng quỷ về dưới mặt đất. Nhưng nàng phát hiện nơi này thế nào? đang nghi hoặc, mặt nước ngoài u quang lắc tránh, chiếu hình bóng người bị dòng nước sông đến như lá phiêu diêu. là thả dây thừng người xuống, viêm thác bình tĩnh, lầm tưởng ánh sáng, đưa tay xuyên qua dòng nước, túm người đầu tiên vào. phần này đến đây là hết. nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé. cảm ơn các bạn.